save my nation from falling apart. Ok, hello tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Cutai Gaming. Và mỗi ngày một clip thì anh em đã từng bao giờ thấy một cái con Yi Xin lên tăng chưa? Tôi có cái kèo Yi Xin bất tử anh em à, nên là tôi phải lên tăng thôi. Rồi, không giờ dòng liên thiên nữa, anh em nhớ bấm nút like, nhớ bấm subscribe kênh cho tôi. Cũng như là ai có nhu cầu nạp kim cương, mua skin hoặc là gọi là cài đặt thì có thể liên hệ tôi, hoặc là kéo ạ. Kéo ạ đi, cài đặt thường full slot rồi anh em à. Ừ, nên là anh em là có nhu cầu kéo ạ, gọi là đánh cùng rồi các thứ, liên hệ fanpage của tài kẻ mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ thì cùng anh em thử tức clip Yusin lên tăng, let's go. Thời máu quýnh cây đe lên full tăng dễ win vải đạn. Mày làm chút thí không được nữa. Đánh chi ban Luno mệt mỏi, đánh phải lụm banh rồi tùm lum hết. Đánh cây đe mở anti lướt chiêu 2 hết. Trời ơi, đánh cây đe đúng nhiệm vụ đúng dễ luôn. Ok, sau đây sẽ là giáo án Yusin lên full tăng anh em à. Let's go. Giáo án mới anh em. À, easy à. Giờ đấy, Alok mới vô gáy. À, thằng này gáy, thằng này gáy, thằng này gáy, thằng này được, thằng này được. Thằng này được anh em. Má, nó dám gáy. Nó không coi con Yusin ra gì hết. Nó dám hổn với con Yusin của tôi nè mà. Má gáy đúng to luôn, thời gáy đúng to luôn. Gáy là ác. Ủa mít mình về mẹ ơi. Tự nhiên mày đập nó cái chi vậy? Má đập cái chi vậy, phải bú một con lính. Mít mình chưa gì về mẹ ơi. Rồi gọng liếm Gobi rồi. Xong rồi má, game này xong rồi. Mới vô thấy game này xong rồi đó. Chạy cái đã, má bất tử, kèo bất tử. Bỏ không cần cố, kèo bất tử. Kèo bất tử, ba minh tới, ba minh tới, ba minh tới. Kèo bất tử, không có liều được, không có liều được. Liều là chết. Má kèo bất tử, kèo bất tử, chạy 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 chạy. Má khó nha, chưa có đồ tăng nó dí nó đánh tới chết nha, lỉa chạy đó. Rồi cái đi thua cà lâu luôn mới vải liền chứ. Game này hơi khó, game này hơi khó. Nó 4 rồi, nó 4 rồi. Má kèo bất tử đi về cho nó chắc. Mất bộ xanh rồi, bộ xanh nó cướp rồi. Má game này khó vậy ta, game này khó vậy sao kẻ bất tử được ta. Thấy mẹ rồi ông nội ơi. Má game này thấy mẹ rồi. Hơi cực rồi đó. Chấn sơn hên xui chúng được nào chúng. Dí gồng được nè.
Dí gồng được nè, gồng không về giết được gồng nè. Được, cái này làm được, anh em cái này làm được. Duy sinh bất tử này làm được, đơn giản. Lo được, lo được, lo được. Giờ đánh bất tử thì lên gương hoàng kim trước. Vừa có giáp ảo mà vừa có vừa có giáp ảo nè, vừa có mấy cái lập la nè. Ảo hút máu đam, gán mà giữ mạng thôi. Yếu máu là cắm đầu chạy rồi, đâu có dám đánh đâu. Kiểu mà kèo bình thường là mình cái yếu máu mình chơi khô máu luôn, mình chơi kiểu chết bỏ này mà đánh vậy nó mới sung phải không. Còn giờ kèo quỷ này đâu có dám đánh kiểu đó được. Má khứa này chà lẹ vậy. Má chà lẹ vậy. Chạy nhanh dữ ta. Chết mẹ, thôi chạy trước không ổn. Bú rồi, pha này bú rồi. Pha này bú rồi. Không có kèo bất tử biểu không hèn. Má, cái đi éo vô luôn. Cái đi nó không vô cứu tôi luôn rồi. Má, cái đi này báo thiệt chứ. Này nó còn ti, nó còn thanh tẩy, nó còn đủ đồ chơi hết luôn à, dễ giết nó lắm. Má dễ ăn nó lắm. Này thì hèn với không hèn. Này thì hèn với không hèn. Ủa, người ta hèn mà ta double kill. Người ta hèn mà người ta BK đỉnh. Má tim lỏ vậy. Thấy rồi nha. Chết mẹ, quả này đi không? Má, quả này đi chúng ta chạy trước đã tính sao đi mà. Má, mất công quả này đi lắm. Bỏ đi trước đi, đi trước đi. Không có mana chơi rồi về. Quay đi trước anh em ạ. Yushin kêu có chí mạng không ta? Không. Yushin mà sợ kêu mà mấy ông đòi chí mạng nữa còn gì bằng nữa. Ngày ai đánh lại đó nữa mấy ông. Má kẹo bất tử tôi giữ mạng kìa. Linh mày lên tăng giùm có Linh. Tao lại mày Linh ơi, Linh mày lên tăng đi Linh. Có nghe chim thì mày lên full tăng đi Linh. Đai lưng thần sấm đồ vô đánh đã fit rồi còn lên đam nữa. Đánh KDM mà lên đam là dở rồi. Là lâu nó xoáy. Má nhích cái giò ra trước. Nhích cái giò ra trước không? Má xử lý. Từng mạng một thôi. Xử lý từng mạng một thôi. I go.
mạng, từng mạng. Từng thằng, từng thằng. Từng thằng phải ra đi cho tâm hồn biệt ly. Thôi, cờ lâu bắn đa quá. Nhịn cờ lâu đi. Cờ lâu bắn thốn quá thì thôi, nhịn mày vậy. Chơi không được thì nhịn. 50 đô này hơi khoai, nhưng mà tôi lo được. Chấn sơn chết cờ lâu nè. Pha đó không hất chết là cờ lâu cũng chết rồi, bấm chấn sơn rồi. Kiểu gì cũng chết rồi. Sớm hay muộn à. Má nó me tôi không à. Chết mẹ cục này đi. Má chịu. Cờ lâu bắn đa quá chịu. Má nó giữ zin. Má nó giữ được 10 phút anh em ạ, khúc cuối cờ lâu bắn đa quá. Cái là má nó giữ được 10 phút à. Phải liền thiệt chứ. Cây. Má lên đóng băng là ngon rồi. Cây. Đâu anh góc đó anh hết lướt được rồi em. Góc đó hết góc rồi. Mày lướt xuống mày cũng chết rồi. Mày lướt qua trên kia mày sống. Cờ lâu nó ra kịp mày ơi. Đen cờ lâu nó chạy lẹ quá. Pin nó cao khó quýnh nè, pin nó ba mấy đâu có đổi vũ khí mượt đâu, anh em thấy khựng 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 không? Nó khựng á, mà nó khựng không có nhiều thôi à. Chứ pin mượt là quýnh nó khác rồi. Pin mượt thì nó dễ quýnh hơn. Trời ơi, gõ cái chết luôn. À mình gõ góc chí quá. Trời ơi, chủ không chết. Ờ, chết một, hay rồi. Cơ bản là đội hình lay game là phải win được, còn lay game không thua thì chịu. Ừ, thì game sau làm lại thôi, có gì đâu, bình thường mà. Game sau làm lại thôi anh em, vui vẻ anh em ơi. Kèo này khó nha anh em, kèo này khó thêm tên vô nha anh em. Vậy bây giờ mình kèo này mình tách riêng ra một dòng đi, mình tách riêng nó ra nè mà. Ok, kèo này khó nên là mình sẽ thêm tên nhiều người. Kèo này không dễ anh em ạ. Rồi, từ từ đi, mình thêm tên vô. Game sau làm lại nha anh em. Làm nào được nghỉ nha. Rồi, ok. Kèo khó thì phải thêm tên nhiều người, hiểu không? Trời, đâu có cần phải theo đâu em. Đâu có cần phải theo đâu em. Tại vì cái đó cái mặc định rồi, hiểu không hiểu? Hiểu không hiểu? Cái đó là cái mặc định rồi. Chứ theo gì không theo gì nó hiểu. Cờ lâu nhảy vô sấy mình luôn rồi. Má, nhảy vô sấy muốn ỉa với nó luôn rồi. Cuối game bà vô sấy mình hơn lên tăng, không lên tăng là thấy mẹ. Lên tăng nó còn sấy cỡ này, không lên tăng là cần cỡ nào. Kiếm ba minh coi, kiếm ba minh coi. Đây nè, kiếm ba minh coi. Quýnh giết ba minh trước. Má, hãy giết được nó trước chứ, cố giữ lót chi trời. Tại vì con ba minh nó bấm trừng phạt với cái anti nó ăn 100% nó ăn, mình không thể nào mình ăn được nó đó. Ba minh nó có trừng phạt mà, trừng phạt cộng anti mà. Làm sao mà tranh nó lại được. Only by
Rồi xém xíu hẹo luôn rồi. Shit nó hẹo mẹ. Thằng Long này lì dữ gì. Thôi đép nhà cái đi tính tiếp. Má tiền quýnh nhau dữ vậy. Nhà không lo đép nè. Má nhà không ai đép luôn. Mình tôi đép ỉa luôn. Má đép tụt cái quần xì luôn à. Đép thấy ông bà ông giải luôn à. Trời ơi, Ubi nó nhây dữ vậy. Nhây cuối cùng cũng chết. Nhây cỡ nào cũng phải chết thôi. Tụi nó hội đồng mà sống làm sao nổi. Thôi bỏ. Chơi không được đâu, nhịn đi. Bỏ đi. Nhìn biết cái góc đó đánh không được. Má này thiếu đam quá. Mà trận này lên đam cũng không được. Lên đam là thua luôn á. Không phải thua kèo nhưng mà thua trận á. Lên đam là thua trận á. Lên đồ kiểu này lấy xét thương chuẩn thôi. Muốn múa đồ bye bye rồi lấy xét thương chuẩn đồ chơi. Chết chuẩn. Chết mẹ gần gọng để lén. Ủa anh ta gọng nhà để lén. Hỏi về gọng ơi. Má quên chó gọng nhà để lén. Nhấp nhả khó chịu ha. Duy xin lên tăng cũng khó chịu bộ. Đam cũng ok đó chứ. Đam nó chắc chắn thì nó đam nó không to rồi. Nó không to bằng lên full đam rồi. Nhưng mà về khả năng cù nhây là ok, ổn áp. Hồi chiêu liên tục mà. Lướt phải nói là lướt liên tục luôn á. Cảm giác là lướt liên tục luôn á. Phải giảm gian hồi chiêu tới 40% lực full giảm gian hồi chiêu. Chạy cũng lẹ, nó giáp tàn bạo chạy lẹ. Mẹ rồi, cờ lâu đập nhà vậy. À, chạy gan lót cờ lâu bê lén à. Xém thua. Đi xuống dưới kiếm cà lâu trước đi. Đi dưới kiếm cà lâu, coi cà lâu ở đâu ta. Nhấp 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 nhấp. Chạy anh hai ơi. Ừ cà lâu chết. Ok Alok chết, Alok chết. Chó gồng bơi lén tiếp rồi. Má mày chó này đánh game bê lén hoài ta. Mày chó này chơi game chơi bê lén hoài trời. Đánh lại bê lén hoài trời. Giống mình dữ ha. Giờ gãy rồi. Giờ lấy gì đánh nữa. Giờ lay game có cây đe bắn phụ mà. Xét thương chuẩn một đống đó. À, mấy trăm xét thương chuẩn không đó. Cứ gây đam mà có xét thương chuẩn. Trời ơi, má cà lâu ra là bốc hơi. Lên đường. Lụm anh em ơi. Đơn giản. Má giỡn với xin nè. Giỡn với xin lên tăng nè. Combo bách chiến rìu giáp tàn bạo nè. Hơi bị khỏe anh em ạ. Đù có giáo án mới luôn. Vô tình nó ra cái giáo án mới luôn hả? Để em chơi diêu xin gánh cho hả? Không, em không cần chơi diêu xin đâu. Em chơi anh được rồi không? Em chơi anh được rồi. Không có cần chơi diêu xin đâu không? Ok, diêu xin MVP anh em ạ. Quá đơn giản anh em ạ. Easy. Ba đồ quỷ anh em, ba đồ quỷ. Rồi, cảm ơn Mẫn nha. Mẫn ơi,